thấy hóa đơn cao hơn giá được tư vấn. Vì khách nam không đồng ý thanh toán, liền bị chủ và nhân viên nhà hàng đánh đập, lột quần áo rồi đẩy ra đường. Ngày 1 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nhất cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiền Luân, sinh năm 2001, ngụ quận 5, Nguyễn Quang Lợi, sinh năm 1998, quê Bình Phước, Lê Duy, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Thạnh, Lê Thị Phương Trâm, sinh năm 1997, ngụ quận Nhất và Phan Thị Kim Xuyến, sinh năm 1997, trú quận 7, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này là chủ và nhân viên của nhà hàng Nari, địa chỉ số 8A trên E4, Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận Nhất. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024, anh Đào Phi Dũng, sinh năm 1971, ngụ quận Bình Thạnh, đến nhà hàng Nariba ở số 8A trên E4, Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để uống bia. Khi đến nhà hàng, anh Dũng được nhân viên tư vấn có dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 đô la Mỹ một giờ. Do trước đây anh Dũng đã từng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng này nên tin tưởng, đồng ý. Sau đó, anh Dũng được nhân viên hướng dẫn lên lầu 1 vào phòng hát karaoke. Khi vào phòng, nhân viên Linh Thị Thanh Nguyệt đến cùng ngồi uống bia và trò chuyện, không ăn thức ăn. Một lúc sau, Nguyệt xuống kêu Lầu Tường Quyên và Lê Thị Huệ vào phòng khui bia uống chung với anh Dũng. Sau đó, anh Dũng đi vệ sinh thì phát hiện có quá nhiều vỏ lon bia, nên nghi ngờ số bia nhóm nhân viên nữ này uống để anh thanh toán, nên mời nhóm nhân viên nữ ra khỏi phòng, chỉ để lại Nguyệt. Đến 4 giờ sáng, anh Dũng yêu cầu tính tiền, thì nhân viên đưa hóa đơn với số tiền là 10,1 triệu đồng, bao gồm nhiều phí dịch vụ, thuế giá trị gia tăng và đồ ăn, thức uống mà anh Dũng không sử dụng và không yêu cầu sử dụng. Khác với gói dịch vụ 40 đô la Mỹ một giờ đã được tư vấn ban đầu, anh Dũng không đồng ý và yêu cầu đến công an để làm rõ. Thấy vậy, nhóm nhân viên nam nữ ở đây dùng nhiều lời lẽ, chửi bới xúc phạm anh Dũng và yêu cầu anh thanh toán xong mới được cho ra khỏi nhà hàng. Trước thái độ kiên quyết của khách hàng, Lê Thị Phương Trâm là chủ nhà hàng giảm số tiền xuống còn 9,5 triệu đồng. Nhưng anh Dũng vẫn không đồng ý, yêu cầu báo công an và đi ra ngoài, thì bị Huệ kéo vào nhà hàng. Huệ đến trước mặt anh Dũng, cầm táp tính tiền, đánh vào đầu, đá vào bộ phận sinh dục của anh Dũng, buộc phải thanh toán tiền. Sau đó, Nguyễn Quang Lợi và Lê Duy vào nhà hàng yêu cầu anh Dũng thanh toán số tiền 9,5 triệu, nhưng vẫn không được đồng ý. Lúc này, nhân viên nhà hàng là Nguyễn Tiền Luân nắm cổ áo, đấm vào mặt anh Dũng hai cái. Khi anh Dũng đề nghị đến công an để giải quyết, thì một người phụ nữ trong quán lớn tiếng, lột đồ nó ra, quay phim lại và đăng lên mạng cho nó biết. Lập tức Luân cùng Lợi và Duy khống chế cởi hết quần áo của anh Dũng. Nhân viên nhà hàng cầm điện thoại quay video. Anh Dũng bị Huệ chửi và tát nhiều cái vào mặt. Luân đá vào mông trái và đùi trái anh Dũng, nhưng anh vẫn không đồng ý thanh toán tiền. Lúc này, Lợi mở cửa để Duy đẩy anh Dũng trong tình trạng không mặc quần áo ra đường và đóng cửa lại. Anh Dũng hoảng hốt xin vào nhà hàng thì Lợi mới mở cửa. Tiếp đó, Luân tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng Visa của anh Dũng rồi quẹt vào máy POS của nhà hàng để thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng. Khi quẹt thẻ thành công, anh Dũng mới lấy lại được quần áo để mặc. Lúc này, Phan Thị Kim Xuyến là quản lý nhà hàng yêu cầu phải ký tên vào hóa đơn vừa thanh toán. Nhưng anh không đồng ý thì bị nhóm Luân, Lợi, Duy, Trâm, Huệ, Xuyến tiếp tục gây sức ép yêu cầu phải ký vào hóa đơn quẹt thẻ trong vòng 5 phút, nếu không thanh toán sẽ không cho ra khỏi nhà hàng. Anh Dũng đề nghị phải ra ngoài ký, thì Luân, Lợi, Xuyến và Duy đưa đến chốt bảo vệ dân phố tại đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Tại đây, sau khi buộc anh Dũng ký vào các hóa đơn quẹt thẻ, thì nhóm người trên mới cho anh Dũng về. Sau đó, anh Dũng đến công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ xác định Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Duy, Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nhất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt các bị can trên để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Đi lễ hội mất dây chuyền hơn 100 triệu đồng. Quận Nhất là địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và cũng là nơi diễn ra các lễ hội, sự kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao.
Vì vậy, nơi đây luôn thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Theo thống kê, trong năm 2023, có gần 230 lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn quận Nhất. Và chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an quận Nhất đảm bảo an ninh trật tự cho hơn 100 lễ hội, sự kiện lớn nhỏ, bảo vệ gần 30 đoàn khách quốc tế đến tham quan, làm việc và lưu trú trên địa bàn. Để công tác đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội sự kiện đạt được hiệu quả đề ra, Ban Chỉ huy Công an quận Nhất đã chỉ đạo tập trung lực lượng, kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại nhân thân, xâm phạm sở hữu, tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan tín dụng đen. Qua đó, góp phần tổ chức thành công các lễ hội, sự kiện, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Gần đây nhất, Công an quận Nhất tiếp tục nhận liên tiếp hai tin báo tố giác tội phạm cướp giật tài sản xảy ra lúc 19 giờ 40 phút và 20 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2024 tại hội chợ du lịch trong công viên 23 tháng 9, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Nạn nhân là bà NTNM, sinh năm 1959, quê Đồng Tháp, và chị TNTT, sinh năm 1981, quê Tây Ninh. Cụ thể, trong quá trình tham quan tại hội chợ du lịch, bà NTNM và chị TNTT bị một đối tượng áp sát từ phía sau cướp giật dây chuyền, trị giá tài sản của hai nạn nhân khoảng hơn 100 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Nhất chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão và một số đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc truy xét, nhanh chóng kiểm soát, bao vây, bắt giữ các đối tượng. Nhận định có thể các đối tượng gây án là băng tội phạm chuyên nghiệp, có khoảng từ 6 đến 7 tên, khi gây án có sự phân công rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên. Khả năng sau khi gây án, chúng vẫn quanh quẩn tại hiện trường, nên những trinh sát tinh nhuệ nhất nhanh chóng được tung vào cuộc điều tra truy xét. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 30 phút sau khi vụ việc xảy ra, tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm phát hiện một đối tượng nữ đi cùng con gái sinh năm 2013, rời khỏi công viên ngày 23 tháng 9, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện trong túi đối tượng đang mang trên người cất giấu 3 sợi dây chuyền, nên mời về trụ sở Công an quận Nhất để làm rõ. Từ lời khai của đối tượng, các chiến sĩ cảnh sát hình sự khẩn trương mở rộng truy xét, tiếp tục mời 3 đối tượng đồng bọn về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên 4 đối tượng trên cùng 3 đồng bọn khác nhiều lần cùng nhau đến các lễ hội được tổ chức tại nhiều điểm trên địa bàn quận Nhất, lợi dụng nơi tập trung đông người, tìm kiếm người có tài sản sơ hở, thường là dây chuyền, để giật, chiếm đoạt. Khi phát hiện con mồi, một đối tượng sẽ đi theo tiếp cận và trực tiếp giật dây chuyền. Những cá nhân còn lại sẽ áp sát vào bị hại để che chắn, cản địa. Một đối tượng thường đứng ở phía sau chờ để chuyển tài sản vừa cướp giật được đi cất giấu, tẩu tán. Sau khi giật được tài sản, dây chuyền, lợi dụng lễ hội có đông người, các đối tượng không bỏ chạy mà hòa vào đám đông nhằm tẩu thoát. Ngày 6 tháng 4 năm 2024, biết được công viên 23 tháng 9, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất có tổ chức lễ hội ẩm thực, nên các đối tượng bán nhau thực hiện việc cướp giật tài sản. Với thủ đoạn như trên, nhóm này đã cướp giật 3 sợi dây chuyền của bà NTNM và chị TNTT cùng một phụ nữ chưa rõ lai lịch. Sau khi làm rõ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nhất đã tiến hành thu hồi tang vật, trao trả cho các bị hại. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nhất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 171 Bộ luật hình sự. Đồng thời tiếp tục truy xét làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nhất kêu gọi những đối tượng có liên quan vụ án trên nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.